Rồi. Rồi, nghiêng đối diện cho. Bên này không? Vâng, đúng rồi. Rồi, dài như đỏ đỏ bị yếu. Đang bôi cái kem gì à? Sáng nay bôi kem gì đây? Coi kem dưỡng hay kem gì vậy? Không phải chống nắng Có đâu. kem dưỡng, serum. Kem dưỡng. Nhìn nó có cái màu này. Màu này làm che mất cái nám của mình. Rửa mặt nhưng mà không hết. Không phải cái kem đấy nó nằm ở trên da ấy, nó khó hết, nó không. Phải trang không hết được cái kem. Nhưng cái kem này bôi tối qua đến giờ nó không hết. Tức là đây những cái kem từ nãy có mỗi chị với một bạn bạn nam nữa là có những cái như ở trong cái kem đấy. Rồi, bây giờ chị muốn cải thiện về những cái gì? Thì da em nó hay bị mụn ẩn, Nó mụn dạ, thì gì nữa? có nám rồi, vậy thôi. Nám không nhiều lắm. Dạ, Thực hai ra bên là này thôi. cái vấn đề là cái da của mình ấy, da nó không phải là da trắng ấy, nên là cái nám nó cũng mờ mờ với cái làn da của mình thì nhìn nó không 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 rõ thôi. Ở đây nó sẽ có cái thứ nhất là có cả mụn viêm cả mụn ẩn đúng không? À, cái vừa mụn vừa nám này ở Sài Gòn luôn à? Nó không rõ lắm, nó hơi hơi một ít. Đi đâu. Ở nhà đang dùng những sản phẩm gì đó? Kem trị nám là kem gì? Doctor Plus Cell. Cái kem trị nám của cái nhãn này gì? Xem thành phần cho tí. Tuần sau mang sản phẩm đi nha. À, cái đấy là phải để trong tủ lạnh à? Cái bộ nào? À, Dr. Cell. Trong nám đúng không? Để lại cho xem cả. Xem thì này em phải xem được cái thành phần của nó là cái gì để mới biết được đâu cái nào. Đây là một loạt đây này, xem một trang trị nào đúng không, sản phẩm sữa rửa mặt tinh chất sâm đất mặt nạ tinh chất chả thấy cái nào cả. Cao nám à? Có ai tối qua xem cái video nói về cao nám tối qua không nhỉ? Chả biết thành phần là cái gì cả. Đây phải không? Công ty. Chị dùng được bao lâu rồi? Mấy ngày thì cũng chưa biết nó có đỡ hay không. Bây giờ về là chị xem, chị chụp lại trong cái bảng thành phần, trong cái hộp nó kiểu gì, nó có tờ hướng dẫn không? Chụp lại cho mình cái bảng thành phần hướng dẫn này. Thứ nhất là mình sẽ tạm thời mình không kê cái kem điều trị nám nha, để mình có thể mình dùng cái đấy. Nếu như mà chụp lại cho mình cái bảng thành phần mà mình thấy ok thì vẫn dùng nó. Còn nếu như mà không thì lúc đấy thì mình sẽ gửi thêm một cái lọ điều trị nám sau. Vì nếu như mà mua về thì nó cũng phí ra. Nếu như mà nó điều trị được thì không không cần mua thêm.
Cái thứ hai nữa là có, tức là hiện tại bây giờ mới dùng cái đấy thôi đúng không? Còn dưỡng hay các thứ khác thì Có sao? serum, có Serum kem ngày. HA, kem ngày, HA hay là serum gì? Cũng của bộ này. Dạ. Serum để dưỡng cấp ẩm. Dạ, đúng. Ok, thế thì em sẽ thêm cho chị một cái serum C để mà nó sẽ ức chế các sắc tố để kèm theo. Cái kem nám thì sẽ phải về kiểm tra lại, gửi lại cho em cái bảng thành phần. Chị có sản phẩm uống gì nhà chưa? Ok, chị thêm cái sản phẩm uống nữa nhé. Để phối hợp cùng cái này để xử lý nhé. Uống để mà ức chế sắc tố ấy, trong cái điều trị sắc tố nám ấy. Đúng rồi. Cái này nó là glutathione vitamin C với lecithin thôi. Thì nó vừa là chất chống oxy hóa, nó vừa làm trắng da. Thì mình phối hợp trong cái việc điều trị thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi cái gì nhầm đấy là cái đơn này là của cái nám này, cái chị về chị chụp lại cho em cái nám nữa, còn hai cái này thì chị nhờ Ngân nó gửi cho, còn cái viên kia thì phải chụp lại xem như thế nào. Cái kem ấy đúng rồi, chị chụp cái bảng thành phần cho em cái em xem, nếu mà ok thì cứ dùng, còn không thì mới đổi. Thì đấy là cái kem, còn hai cái này thì chị muốn thêm để chị dùng. Một số những cái mà mụn 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 ẩn với mụn viêm ấy ở cái lỗ chân lông to thì hiệu quả nó xử lý nó hơi khó đấy. Nó thực ra là bản chất của cái da dầu da mụn nó là cái lỗ chân lông nó phải to rồi. Bởi nó còn thoát ra cái dầu nó chỉ cải thiện được một phần nào đấy thôi, 20-30% thôi. Chứ còn để mà điều trị khỏi cái lỗ chân lông to thì nó không điều trị khỏi được. Thì mấy cái sản phẩm như là cái HA hay là cái toner ấy thì người ta quảng cáo là có cải thiện, nhưng mà thực sự mà nói là hiệu quả nó không cao. Một số những cái mụn ẩn, chị ở nhà có sản phẩm tẩy da chết cũng em xài chung với không? Ok, mà tẩy da chết cái này thì chắc là chị dùng cái loại của có dâu nhiều không? AHA cũng được. Ok, dùng cái loại tẩy chết AHA. Cái mụn, một số những trường hợp mụn viêm ấy, thì chị kê thêm một số những cái kem chấm mụn vào cái này em không phải cạnh là nó thâm không này. có, tháng nó có lần rồi. Thế thì cái mụn ẩn thì cho cái gì ta, cho cái rễ tinh nôn, nhưng mà nó lại tự dưng lại thêm một cái nó đắt quá, chuyên gia mụn. Cái này mụn ẩn xử lý cái gì? Thêm một cái kem Differin để xử lý cái mụn mụn ẩn với cái viêm thì nó cũng chả nó ít quá. Một thì chị mua cái kem này chị ra ngoài hiệu thuốc nó đâu tầm 100-200 nghìn gì đấy, thì chị Đó bôi là thêm, cái kem này hả? đúng rồi, cái cuối cùng cái này liên quan đến mụn, còn ba cái trên liên quan đến cái thân này. Ok, chụp ảnh cho anh cái. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái, cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.